Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nông sản Dũng Hà. Hôm nay, mình rất vui được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe, đó chính là tỏi đen. Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui. Tỏi đen là một loại thực phẩm đặc biệt, được tạo ra bằng cách lên men tỏi tươi trong điều kiện kiểm soát về nhiệt độ và độ ẩm. Quá trình lên men này kéo dài khoảng 30 đến 60 ngày, giúp tỏi chuyển hóa từ màu trắng sang màu đen, đồng thời tăng cường các dưỡng chất quý giá. Tỏi đen có vị ngọt dịu, mềm dẻo và không còn mùi hăng như tỏi tươi, rất dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Về công dụng, tỏi đen chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như S-alicystine và polyphenol, giúp ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ tế bào khỏi các tác động có hại từ môi trường. Tỏi đen cũng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật. Ngoài ra, tỏi đen còn hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp và tăng cường chức năng gan. Tỏi đen có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể ăn trực tiếp mỗi ngày từ 1 đến 2 tép tỏi đen để bổ sung dưỡng chất, hoặc thêm tỏi đen vào các món ăn như salad, súp, cháo để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tỏi đen còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị và phòng các bệnh mãn tính như bệnh tăng huyết áp, bệnh Alzheimer, bệnh đái tháo đường. Lưu ý, nên mua tỏi đen từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khi mở gói, nên bảo quản trong hũ kín hoặc tủ lạnh. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 1 đến 3 tép tỏi đen để tránh kích ứng dạ dày. Trẻ em và phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Không sử dụng tỏi đen có dấu hiệu hư hỏng hay nấm mốc. Nếu bạn quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe và muốn trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời từ tỏi đen, hãy thử ngay hôm nay. Để mua tỏi đen tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm thấy nhiều địa điểm phân phối. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, hãy đến ngay Nông sản Dũng Hà nơi cam kết cung cấp tỏi đen chất lượng trên thị trường, được lựa chọn từ những nguồn gốc đáng tin cậy và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm sạch Dũng Hà chúng tôi chuyên cung cấp tỏi đen chất lượng với giá thành hợp lý. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua trực tiếp hoặc liên hệ hotline 1900 98 68 65. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Nông sản Dũng Hà để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.